chào các bạn, mình đang trên đường đến Hockey Valley Track, tức là trên đường đến Mau Khúc. Ở đoạn này thì có một cái đỉnh núi phía dãy núi đằng sau rất là đẹp. Mình quay lên cũng không biết các bạn có nhìn thấy không cơ. Nó nhìn ở ngoài mắt thường thì rất là rõ. Từ Tekapo đến Mau Khúc thì các bạn sẽ đi qua đoạn đường này. Các bạn lái xe khoảng tầm 20 đến 25 phút là sẽ đến cái hồ nước này rồi. Vô cùng đẹp các bạn ạ. Mình đang chờ để đi trực thăng. Bây giờ thì họ đang xuống, chuyến trước đang xuống và cả nhà mình chuẩn bị lên bây giờ. Mình sẽ được đỗ ở đây để chụp ảnh. Chào các bạn, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mình trang bị rất là ấm áp. Nhưng đến lúc lên thế này thì trời ơi, sao mà nó nóng đến như thế. Lên đây chết ngốt luôn các bạn ạ. Trên này nắng có thể là vì mình mặc quá nhiều quần áo. Ở đằng sau mình ý, núi tuyết rất là đẹp. Mình sẽ quay lại camera bây giờ để các bạn cùng xem nhé. Ở đây thì không được dùng drone, không được dùng gậy trường đâu. Chỉ có một cái máy quay này thôi nên mình chỉ quay khá là gần. Các bạn thông cảm nhé.